Đan Hoàng Chiến Đế tập thứ 59. Thánh chủ Ly Hòa nhìn các luyện đan sư chật vật vẻ mặt nghiêm trọng. Các người đều xác định là Diêm Lâu. Là Diêm Lâu, nhưng cái gì, nói rõ ràng. Diêm Lâu hình như không phải là Diêm Lâu, nhưng lại không giống. Không giống, chỗ nào không giống? Chỗ nào cũng giống, nhưng chỗ nào cũng đều không giống. Mục Sùng Vân nói xong đột nhiên giống như là đã hiểu ra tất cả. Hắn không phải là bị khống chế, hắn là giả. Thánh Văn Thành Viêm thân hình bộ dáng chợt nhìn chính là Diêm Lâu, nhưng nếu như là bị người khác ngụy trang thì sao? Giống như có chút không thể tưởng tượng được, nhưng Mục Sùng Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Lúc ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm cùng cổ quái, thật không nghĩ tới là có điều gì khác. Cũng là bị Diêm Lâu cường điệu lặp đi lặp lại đã đạt được cơ duyên, bị kích thích cho ghen ghét, không có nghĩ ngợi quá nhiều. Lại nói ai sẽ giả mạo thiên tài thánh địa mà trộn vào thánh địa được cơ chứ? Nhưng cẩn thận hồi tưởng tình huống Diêm Lâu tiếp xúc với Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, giống như hai người kia rất tin tưởng hắn. Các vị điện chủ đều nhìn về phía thánh chủ. Kẻ cầm đầu là Diêm Lâu, một hài tử linh nguyên cảnh mười mấy tuổi sao? Sao bọn hắn lại cảm thấy quá hoang đường như vậy nhỉ? Nhưng nếu thật là như thế, không phải chui lỗ thủng phòng ngự của bọn hắn, mà là lợi dụng kiêu ngạo của thánh địa bọn hắn sao? Nếu thật là như thế, đây đúng là một chiều quá kỳ diệu, bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn cũng chưa còn dám tin. Tại sao lúc đó người coi hắn là Diêm Lâu? Đường Thiết Bình không tin là Diêm Lâu xảy ra vấn đề, hoặc là không thể tin được. Chỉ có thể là có người mượn nhờ Diêm Lâu tại Thiên Khải Bí Cảnh tạo nên cơ hội vi diệu này, ngụy trang thành Diêm Lâu. Từ tuổi tác đến cảnh giới, từ bộ dáng đến thân hình, còn có ngọn lửa màu xanh, cảm ứng của Thánh Linh Văn. Mục Sùng Văn nói xong vội vàng đáp, những thứ này ta tuyệt đối chắc chắn. Linh Văn làm sao mà ngụy trang? Các điện chủ lại hoài nghi. Thánh Linh Văn cùng tuổi cùng cảnh giới, lại còn là Thanh Viêm, cái này sao có thể? Đừng nói Mục Sùng Vân sẽ không hoài nghi, ngay cả hắn cũng không dám tin. Bao lâu nữa Thiên Khải Bí Cảnh sẽ mở ra? Thánh chủ Ly Hòa cảm giác như mình bị gài bẫy, dám cả gan tính toán bọn hắn rất có thể chính là vô hồi thánh địa. Mục Sùng Vân đáp, hơn 2 tháng, nhưng nếu như nơi đó có tình huống gì ngoài ý muốn, Lục Dũng hẳn sẽ nghĩ cách đi ra báo cáo. Thánh chủ suy nghĩ thật lâu trầm giọng nói, Đường Thiết Bình, người tự mình đến thành Thiên Khải đề phòng, chờ đợi Diêm Lâu xuất hiện. Các điện khác nắm chặt thời gian trùng kiến thánh địa. Đường Thiết Bình đề nghị, thánh chủ, chúng ta có cần mời cường giả các phương tới hỗ trợ hay không? Nếu như cha rõ ràng thật sự là vô hồi thánh địa làm, chúng ta nhất định phải để cho bọn hắn trả cái giá đắt. Không cần mời, bọn hắn biết được thánh địa bị phá hỏng sẽ tự mình tới ngay. Ly Hòa thánh chủ cao ngạo ngẩng đầu, thánh địa bọn hắn mạnh nhất không phải chỗ số lượng cường giả, mà sự ảnh hưởng, là bằng hữu bọn hắn kết giao từ mấy trăm đến hơn ngàn năm qua. Kinh doanh nhiều năm như vậy, đây chính là thời điểm lợi dụng. Hoàng Mã Nguyên bị dìm trong nước 3.000 dặm, vô hồi thánh chủ giận dữ mắng Ly Hòa thánh địa hãm hại mình. Tổ địa ngàn năm của Ly Hòa thánh địa đều bị dâng liệt hỏa nuốt hết. Một trận đàm phán không chỉ hủy đi cơ nghiệp của Ly Hòa thánh địa, còn để hai đại thánh địa kết thù oán. Khó mà phân biệt được rốt cuộc là ai hủy Ly Hòa thánh địa. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Hoàng Mã Nguyên lâm vào náo động lớn, trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Lại có người dám hủy đi Ly Hòa thánh địa nữa sao? Đây không phải là nhổ răng cọp, đây chính là đào ra hổ rút gân hổ. Bọn hắn vừa mới khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Dù sao Ly Hòa thánh địa cũng là chủ tử của bọn hắn, khiêu khích Ly Hòa thánh địa chính là khiêu khích toàn bộ Hoàng Mã Nguyên. Tại thời điểm Hoàng Mã Nguyên tranh cãi ngất trời, cung điện vô hồi thánh chủ mang theo các cường giả La Phù cùng về, đi đến Đại Lương Sơn. Gặp qua thánh chủ, Khương Nghị thế nào? Dạ An Nhiên, Dạ Thiên Lan và bọn người Yến Tranh may mắn đi đến khoảng không trên cung điện, cung kính hành lễ với vô hồi thánh chủ trên đài cao. Thánh chủ ngồi ngay ngắn, linh văn ánh sáng rọi khắp nơi trong cung điện, tràn ngập uy thế làm cho người ta hít thở không thông. Tính mạng không đáng ngại, nhưng bị thương nguyên khí cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như các người không ý kiến, ta sẽ để hắn ở lại vô hồi thánh điện. Dạ Thiên Lan cẩn thận hỏi, ý của ngài là vĩnh viễn giữ lại? 2 tháng sau Khương Nghị có thể trở lại Thiên Sư Tông, lấy thân phận đệ tử Thiên Sư Tông cùng các người đối phó Lang Gia Hoàng Triều. Nhưng hắn đã đồng ý gia nhập vô hồi thánh địa, chờ sau khi sự kiện kết thúc sẽ công bố ra ngoài. Cảm tạ thánh chủ không để bụng hiểm khích lúc trước, có thể thù lưu Khương Nghị. Mặc dù Dạ Thiên Lan và mọi người rất không muốn, nhưng vẫn mừng thay cho Khương Nghị. Nhất là sau khi Khương Nghị trêu chọc Ly Hòa thánh địa, đã không thích hợp ở lại Thiên Sư Tông nữa.
Dạ An Nhiên khẽ cắn môi, vẻ mặt ảm đạm. Nếu như Khương Nghị tiến vào thánh địa, quan hệ giữa bọn họ khả năng sẽ dừng ở đây. Vô hồi thánh chủ lại nói, Dạ Thiên, Dạ An Nhiên có hứng thú vào vô hồi thánh địa của ta hay không? Trong lòng Dạ An Nhiên chợt nóng lên, sau khi hơi do dự thì mỉm cười nói, tạ ơn thánh chủ có ý tốt, ta tạ ơn ý tốt của thánh chủ, Dạ An Nhiên nguyện ý. Dạ Thiên Lan đột nhiên chen ngang cao giọng đồng ý. Phụ thân, con không thể vào thánh địa. Dạ An Nhiên lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở phụ thân. Thiên Sư Tông đang vào thời kỳ nguy hiểm, vận mạng tương lai còn khó thể đoán, nàng làm sao yên tâm mà rời khỏi. Chuyện của Thiên Sư Tông không cần con quan tâm, bây giờ là gặp nguy hiểm nhưng thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Nếu như chúng ta cùng gánh vác, sau này Thiên Sư Tông sẽ phát triển không ngừng, có ta là đủ, không cần con phải lo. Đừng nói lung tung, phải nắm chặt cơ hội, con có thể đi đến thánh địa, phụ thần như ta rất kiêu ngạo. Dạ Thiên Lan thấp giọng nhắc nhở, đây chính là một chuyện cực kỳ tốt, nhất định phải bắt lấy. Thế nhưng, không có nhường nhị gì cả, nếu con cảm thấy một mình ta cô đơn thì nhanh chóng cho ta một ngoại tôn. Phụ thân, con còn nhỏ. Dạ An Nhiên đỏ bưng cả mặt. Vô hồi thánh chủ hài lòng gật đầu, đồng ý, vậy thì liền ở lại vô hồi thánh địa đi. Dạ An Nhiên thỉnh cầu mà nói, thánh chủ tha thứ ta mạo muội, ta có thể giống như Khương Nghị hay không? Chờ Thiên Sư Tông vượt qua nguy cơ này lại đến vô hồi thánh địa. Tính cách như tiểu tử kia, vậy thì đợi thêm 3 tháng. Tạ ơn thánh chủ. Các người đều trở về đi, Khương Hồng Võ tạm thời sẽ ở lại vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh chủ vừa nói ra lời này, tinh thần bọn người Yến Tranh chấn động mạnh. Nếu thánh chủ tự mình giữ lại, chắc chắn sẽ không chỉ là điều trị thân thể đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có thể sử dụng tài nguyên của thánh địa trợ giúp Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan lại nói, thánh chủ, tông chủ Thánh Nữ Tông nhờ ta hỏi chuyện Tịch Nhan. Tịch Nhan sẽ ở lại vô hồi thánh địa ta. Vô hồi thánh chủ không hề khách khí, một hơi chụp 3 vị thánh văn, Ngụy Thiền Thu, Giang Thành Tử, Vương Thành Vân. 3 vị túc lão trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng đều biết thánh chủ muốn thu nhận Khương Nghị. Nhưng Dạ An Nhiên và Tịch Nhan là có chuyện gì? Dựa theo quy củ, vô hồi thánh địa không nên cưỡng ép mời chào đệ tử trong tông môn của thánh địa. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng đã hiểu được ý tứ của thánh chủ. Dù sao La Phù cũng thuộc về quyền sử của thánh địa, thánh văn không nên quá nhiều. Một đời trước có Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ và 2 vị khác. 20-30 tuổi đời trung niên còn có 4 vị, đại tân sinh thì có thể giữ lại một người. Dù sao sau mấy năm nữa cũng còn có thể sẽ xuất hiện thêm. Mà vô hồi thánh địa bọn hắn tại Đại Hoàng gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, xác thực cần phải bổ sung thánh văn. Ngoài cung điện, Dạ Thiên Lan và mọi người mới ra, tông chủ các tông đều xông tới. Thánh chủ có thái độ gì? Trong Ly Hòa thánh địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thánh chủ làm sao có thể để nội bộ Ly Hòa thánh địa loạn như thế? Tông chủ các tông đến bây giờ vẫn đều không hiểu rõ tình huống. Lúc đầu xông vào Hoàng Mãng Nguyên, bọn họ còn cho rằng sẽ không tránh được đại chiến. Kết quả lại là nhìn một màn trò hay. Bọn họ tuyệt đối không tin đó là ngoài ý muốn, rất có thể là vô hồi thánh chủ ra tay. Nhưng bọn hắn lại không tưởng tượng ra, vô hồi thánh chủ làm sao mà làm được như vậy. Nơi đó dù sao cũng là thánh địa, nếu như cường giả sinh tử cảnh đi lên có thể nhẹ nhõm chui vào, vậy liền quá dễ rồi. Thánh chủ muốn về thánh địa, chúng ta cũng không nên về lại các tông, trên đường từ từ nói chuyện. Dạ Thiên Lan cười tươi như hoa, rất vui mừng, không chỉ là thống khoái dạy dỗ Ly Hòa thánh địa, mà nữ nhi lại còn tiến vào thánh địa. Dạ tông chủ, ta nhờ người hỏi thăm tình hình Tịch Nhan thế nào. Tông chủ Thánh Nữ Tông và Tịch Giao đều đi lên. Nàng bị vô hồi thánh chủ giữ lại, tương lai chính là đệ tử của thánh địa. Dạ Thiên Lan cố ý nhìn tông chủ Thánh Nữ Tông. Hắn biết rõ tông chủ Thánh Nữ Tông đối với Tịch Nhan có chút oán niệm, nhưng bắt đầu từ hôm nay phải đem oán niệm giấu đi. Hai tử kia đã có bối cảnh đặc biệt. Tịch Giao nhẹ nhàng thở phào, chí ít cũng không cần lo lắng an toàn của muội muội. Khương Nghị hôn mê ròng rã 12 ngày mới mơ màng tỉnh lại. Toàn thân gầy đến nỗi da bọc xương, thân thể từ trong tới ngoài đều suy yếu. Thân thể người rất suy yếu, đừng có lộn xộn. Một giọng nói ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó là một đôi tay nhỏ hơi lạnh, nhẹ nhàng đè xuống cổ tay hắn. Khương Nghị nhấc tầm mắt nặng nề lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên cạnh. Khuôn mặt trắng noãn, sống mũi cao, đôi môi đỏ nhạt. Con mắt màu tím sậm vừa sáng tỏ vừa thần bí, để cho người ta không khỏi nghĩ tới hai từ mỹ hảo. Hoa nhừa nguyệt thẹn, đoan trang tự nhiên. Nhưng khuôn mặt mỹ lệ này lại rất thản nhiên và lạnh lùng. Tịch Nhan. Khương Nghị hoảng hốt một lát, sau đó mới thoáng tỉnh táo.
Tịch Nhan chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, tiếp tục yên lặng ngồi ở đó. Nơi này là Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Nghị chỉ nhớ rõ mình đã dốc hết toàn lực thả Đại Hoàng Ấn ra, sau đó từ trong đau đớn lâm vào hôn mê. Chuyện kế tiếp thì cái gì cũng đều không nhớ. Chúng ta đều đã trở về rồi. Tịch Nhan khẽ nói, giống như không nguyện ý nói thêm chuyện gặp phải ở Ly Hòa Thánh Địa. Nhưng bên trong con mắt màu tím sâu thẳm kia lại hiện rõ lên một tia sắt lạnh. Bị tóm, bị cầm thù, bị khoét thịt, bị rút xương, áo rách quần manh, máu thịt be bét. Nàng tựa như là một con súc vật đợi làm thịt, đau khổ hơn 30 ngày. Trở về thì tốt rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng thở phào, nằm ở trên giường điều tra thân thể mình. Không chỉ gầy đi rất nhiều, nội tạng bên trong cũng đều hứng chịu tổn thất, sinh cơ yếu ớt, khí hải ảm đạm, không có ánh sáng, chỉ có linh vụ mỏng manh đang phiêu đãng. Ngay cả chủ tước linh nguyên cũng đều uể oải suy sụp. Không nên tùy tiện động đến Đại Hoàng Ấn, nó mang cho người tới tổn thương quá nghiêm trọng. Nếu như không phải có Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh và Tàn Đao đè lấy, chỉ sợ Đại Hoàng Ấn đã đập vỡ vụn khí hải của ngươi rồi. Đàn Hoàng nhắc nhở Khương Nghị vũ khí này bá đạo hung tàn, bây giờ Khương Nghị vẫn không thể chịu nổi. Vô Hồi Thánh Chủ kia rốt cuộc là biết thân thể Khương Nghị không giống như người thường, hay là coi Khương Nghị thành vật hy sinh? Đàn Hoàng vô cùng hoài nghi. Thời điểm ta đánh thức Đại Hoàng Ấn giống như thấy được một thứ không tầm thường. Khương Nghị không nhớ rõ ràng lắm, nhưng có một loại cảm giác rất mãnh liệt, chính là thời khắc Đại Hoàng Ấn xuất hiện, hắn như đang đặt mình vào trong bóng tối vô tận, giá lạnh, tĩnh mịch, hoàng vu, rộng lớn vô biên. Đại Hoàng Ấn có thứ gì đó rất quái, lão nữ tử kia không có ý tốt. Đàn Hoàng không thích nữ nhân đó. Là chính ta yêu cầu. Khương Nghị cười khổ, có thể từ trong miệng lão tổ tông nho nhã Đàn Hoàng nghe được lời như vậy rất là hiếm. Trước tiên điều trị thân thể đi, không nên để lại cho mình ám thương. Đúng, nữ hài nhi bên cạnh ngươi. Ồ, cố mà quý giá nắm chắc thật ấy. Có ý gì? Đối đãi với nàng ta thật tốt là được. Linh hồn Đan Hoàng nói xong cũng im lặng, mặc cho Khương Nghị hỏi thế nào cũng đều không lên tiếng nữa. Tịch Nhàn an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh nắng sáng tỏ chiếu vào trên người nàng, có cảm giác tinh khiết động lòng người, khí chất hoàn toàn khác biệt tỷ tỷ Tịch gia của nàng. Nhưng tại thời điểm Đan Hoàng nói chuyện cùng Khương Nghị, trong thân thể Tịch Nhàn lại có đôi mắt tinh hồng dõi theo hắn. Đừng có chọc hắn. Ngôn ngữ sâu kín từ thân thể Khương Nghị trôi về phía Tịch Nhàn. Linh hồn của hắn rất mê người. Mà ngữ trầm thấp từ thân thể Tịch Nhàn lại trôi về phía Khương Nghị. Bí mật của hắn người không thể chịu đựng nổi. Ha ha, bí mật của ta thế giới này đều không thể chịu nổi. Bí mật của chúng ta đã mai táng theo thanh thiên. Chúng ta đã không thuộc về thời đại này. Thậm chí chúng ta đã không tồn tại. Đã có thể thức tỉnh nhưng chỉ có thể chứng kiến. Đừng lại loạn động tâm tư. Khương Nghị lại nằm trên giường 5 ngày mới có thể miễn cưỡng bước xuống. Tính cách Tịch Nhàn mặc dù rất nặng nề ngột ngạt, nửa ngày không nói nên được một câu, nhưng vẫn kiên trì ở bên cạnh Khương Nghị, viện hắn đi ở bên ngoài. Đại Hoàng Ấn quá độc ác. Khương Nghị rốt cuộc đã hiểu tổn thương mà Đan Hoàng nói là cái gì. Loại suy yếu từ trong ra ngoài này không thể dùng đan dược chữa trị. Nếu không tùy tiện một viên đan dược cũng có thể để thân thể yếu ớt này ngay lập tức sụp đổ. Hắn cần dựa vào thân thể mình, sau đó mới lại có thể tiếp nhận đan dược. Tịch Nhan, tự ta có thể đi, không cần viện ta. Khương Nghị muốn đẩy Tịch Nhan ra, Tịch Nhan lại cứ lãnh đạm không có ý buông tay. Khương Nghị bất đắc dĩ, ta thật có thể tự mình đi. Không tin, cô buông ta một chút. Tịch Nhan nhìn hắn một cái, thật ta có thể. Khương Nghị còn chưa nói xong, Tịch Nhan đột nhiên buông tay. Khương Nghị vội vàng muốn tự mình đứng vững, kết quả lại là đánh giá cao thân thể mình quá, hai chân mềm nhũn cứ thế mà ngã qua phía Tịch Nhan, vừa đúng lúc lại lệch vào trong ngực nàng. Khương Nghị lập tức muốn ngồi thẳng lên nhưng thân thể thực sự quá yếu, lại dùng sức quá mạnh, cho nên vừa rơi khỏi thì hai chân đảo mắt, liền mất đi trí giác. Hắn lại ngã vào Tịch Nhan một lần nữa, hai tay còn cuống quýt đẩy, thế nào lại đè ngay phía trước Tịch Nhan. Mặt Khương Nghị bỗng dưng cứng đờ, lúng túng đỏ cả lên, muốn rời khỏi lại quá yếu, sợ lại phạm phải sai lầm. Nếu không lại vịn đi. Tịch Nhan đỡ Khương Nghị đứng dậy, yên lặng đi lên phía trước. Khương Nghị vụng trộm nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tịch Nhan, sau khi xác định không có tức giận liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên tiểu cô nương này thật giống với tỷ tỷ của nàng, nếu như không chú ý màu mắt tím cùng mái tóc dài màu tím thì khi đứng chung cứ như là mình thấy ảo giác vậy. Đi mấy bước là được rồi, đỡ ta đến trên ghế đá đi. Khương Nghị biết thân thể Tịch Nhàn cũng không hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là bị rút sống xương sườn, cắt mất nội tạng. Ta có thể làm, đi thêm mấy bước nữa.
Tịch Nhàn vịn Khương Nghị một chút, đã đi đến ngoài trăm thước ở bên vách núi. 20 người chậm chạp ngồi xuống. Phong cảnh nơi này cũng không tệ. Khương Nghị nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ trong dãy núi, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tịch Nhàn nói, nhìn lâu cũng sẽ quen thuộc phong cảnh, càng đẹp vĩnh viễn là phương xa khác. Khương Nghị kinh ngạc nhìn nữ hài nhi bên cạnh, không nghĩ tới dưới vẻ ngoài bình tĩnh vậy mà là hướng tới phương xa. Người muốn ở lại Vô Hồi Thánh Địa sao? Tịch Nhàn nhìn về phía ngoài dãy núi, đôi mắt màu tím sáng tỏ lại bình tĩnh, giống như đại dương mênh mông vừa mỹ lệ vừa thần bí. Thế giới này rất lớn, ở lại một chỗ chẳng phải đã phụ ban ân của ông trời sao? Ban ân ư? Ông trời ban ân cho chúng ta cái gì? Là sinh mệnh. Đây là ban ân ư? Sinh mà bất công thì sao lại là ban ân? Ngàn vạn người, ngàn vạn mạn, ngàn vạn đặc sắc, mạng mình liều, chuyện xưa của mình tự mình viết. Khương Nghị đưa hai tay chống lấy thân thể, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mặt thì mỉm cười. Chúng ta cảm tạ ông trời đã ban cho tính mạng, cũng đừng có lại yêu cầu xa vời, ông trời sẽ chiếu cố khắp nơi. Đây cũng dù sao là mạng sống của chính chúng ta. Tịch Nhan nhìn Khương Nghị một chút, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sáng rực bên trong có tự tin, có hướng tới, còn giống như có mấy phần thần bí, nhếch miệng cười lên càng đáng chú ý, càng thêm đặc biệt. Không có người nào đi con đường nào nhẹ nhõm đơn giản. Cái gọi là nhẹ nhõm cũng chỉ là người ngoài nhìn thấy. Ta có thể tiếp nhận cực khổ, ta có thể chờ mong mưa gió. Như thế sẽ khiến cho ta trưởng thành, cũng sẽ khiến cho sinh mệnh của ta có ý nghĩa hơn. Khương Nghị nhìn lên bầu trời mỉm cười, mang theo thâm ý sâu xa. Không nghĩ tới, người bị các người phản bội, bị các người hủy diệt kia lại trở về. Tịch Nhàn cũng nhìn về phía bầu trời trầm ngâm một lát, đôi môi thật mỏng lộ ra nụ cười thản nhiên yếu ớt. Vấn đề trong lòng giống như đã được xóa bỏ. Sinh mệnh không có trải nghiệm thì làm sao có được đặc sắc. Ông trời công bằng với tất cả, cực khổ riêng phần mình thì tự mình biết. Ma hồn trong thân thể người cô có nguy hiểm không? Ta có thể giúp gì cho cô? Khương Nghị quay đầu vừa hay nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Tịch Nhan, giống như là hoa lan trong cốc vắng, xinh đẹp lại thơm ngát. Tịch Nhan không nguyện ý chia sẻ bí mật của mình cùng người ngoài, nhưng thấy Khương Nghị hỏi thăm thì lại là nói một câu. Chúng ta là cộng sinh, nhưng ta làm chủ. Không có nguy hiểm thì tốt. Khương Nghị không tiếp tục hỏi nhiều, nhìn lên bầu trời, yên lặng ngẩn người, hưởng thụ sự bình tĩnh khó tìm được này. Tịch Nhan lại nhìn Khương Nghị, sau đó cũng nhìn lên bầu trời, cùng hướng tới tương lai, cùng hưởng thụ phần bình tĩnh này. Nghị Nhi có thể xuống giường được rồi sao? Không bao lâu sau, Khương Tuyền từ đằng xa tới, ngạc nhiên nhìn Khương Nghị ngồi bên vách núi. Cô, sao người lại tới đây? Khương Nghị vừa muốn đứng dậy, Tịch Nhàn đã tới trước một bước đỡ lấy hắn. Không chào đón ta à, quấy rầy các ngươi rồi sao? Khương Tuyền chú ý hành động của Tịch Nhàn, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Khương Nghị giờ khóc giờ cười. Phụ thân thế nào rồi? Bị thánh chủ nhốt trong bí cảnh, đoán chừng muốn chờ huynh ấy đột phá mới có thể đi ra ngoài. Tâm tình Khương Tuyền rất tốt, ca ca xem như trong cái rủi có cái may. Trước đó điều trị ở Thiên Sư Tông nhiều ngày như vậy, kỳ thật đã đến thời khắc mấu chốt để đột phá. Bây giờ có thể đi đến Vô Hồi bí cảnh, được thánh chủ tự mình chỉ điểm, cơ hội đột phá sẽ càng cao. Ta còn chưa có đến cảm tạ thánh chủ, có thể cứu Tịch Nhàn và phụ thân là nhờ có thánh chủ phối hợp. Khương Nghị cũng thay phụ thân vui mừng, đầu tiên là Đan Quốc và Ngọc Đỉnh Tông trợ giúp, sau lại có thánh chủ tự mình chỉ đạo. Mấu chốt hẳn là bên trong viên đan dược truyền kỳ kia có rất nhiều lực lượng phi phàm chưa có kích phát ra. Tin tưởng phụ thân thật có thể đột phá tiến vào Niết Bàn cảnh. Người nên tạ ơn thánh chủ, đại hoàng ấn của Vô Hồi Thánh Địa đều đã cho ngươi. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Khương Tuyền càng vui mừng, chính là Khương Nghị rốt cuộc đã quyết định tiến vào thánh địa. Xem ra còn sẽ được thánh chủ tự mình bồi dưỡng. Điều này khiến cô như nàng đây dạo này ở trong Vô Hồi Thánh Địa đều ưỡn thẳng sống lưng, kiêu ngạo tự hào. Cô, đại hoàng ấn có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Chờ người đến đại hoàng thì sẽ hiểu. Ta thấy thân thể người đã bắt đầu khôi phục. Muốn nghe xem các sự kiện đã trải qua không? Không phải Ly Hỏa Thánh Địa tham muốn đan dược truyền kỳ sao? Trong này còn có người khác tham dự ư? Tịch Nhàn từ Hoàng Triều trở về liền biến mất. Phụ thần người trở về liền bắt đầu bế quan. Ly Hỏa Thánh Địa lại vài ngoàn dặm xa xôi, làm sao đột nhiên biết được tình huống của hai người bọn họ? Có người đưa cho bọn hắn tin tức sao? Là Hoàng Thất tự mình đi mời. Hoàng Thất ư? Nhịp hô hấp của Khương Nghị lập tức dồn dập hơn mấy phần. Hoàng Thất Lang gia thật không có phong thái hoàng triều, làm việc đều không từ thủ đoạn, quá ghê tởm. Năm tháng trước, cựu công chúa hoàng triều bí mật chui vào La Phù, liên hệ tông chủ mới của Thiên Cương Tông Cửu Nguyên Lương,
mưu đồ bí mật tính toán muốn dẫn dụ phụ thần người ra giao cho Ly Hòa Thánh Địa bắt. Sau khi Cửu Nguyên Lương bị nhìn thấu, điện chủ Diêm La Điện của Ly Hòa Thánh Địa, Đường Thiết Bình không chịu từ bỏ, liền dùng đao bổ Thiên Sư Tông cưỡng ép bắt người. Bây giờ Thiên Cương Tông đã bị xóa tên, bởi vì thời điểm Đường Thiết Bình bổ Thiên Sư Tông, đúng lúc Quốc Quân Đan Quốc ở đó. Mặc dù hắn may mắn sống sót, nhưng mấy vị luyện đan sư Đan Quốc đều đã chết. Sau khi Quốc Quân Đan Quốc bí mật về nước, liền bắt đầu tuyên cáo thiên hạ làng gia hoàng triều vô tín vô nghĩa, làm nhục thánh danh tiên tổ. Khương Tuyền nói đến đây không thể nín được cười, lấy lực ảnh hưởng của Đan Quốc. Một tiếng tuyên ngôn này đối với làng gia hoàng triều mà nói là đã không phải một bàn tay, mà là hung hăng dùng một đao cắm vào trên gương mặt kia. Quốc Quân Đan Quốc thật có vẻ rất tức giận nhỉ? Có thể không tức giận sao? Mấy vị luyện đan sư kia đều là thân cận với hắn, là mạng của Đan Quốc. Vậy hoàng thất có phản ứng gì? Đan Quốc có được một nửa luyện đan sư hoàng triều, càng cùng vô số thế lực trong ngoài thành hoàng triều kết giao. Hoàng triều không dễ dàng động đến Đan Quốc. Nhưng cái gì? Hoàng thất từ Đông Cương, Tây Cương triệu tập cường giả tụ tập tại khu vực Kinh Kỳ, theo lý thuyết hẳn là muốn phân phối Tây Cương. Nhưng từ khi Quốc Quân Đan Quốc phát ra lời tuyên cáo, bọn hắn đã đóng trại toàn bộ. Khương Nghị lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ hoàng thất muốn động thủ với Đan Quốc sao? Khương Tuyền lắc đầu nói. Đan Quốc vừa tuyên cáo xong, hoàng thất liền cưỡng ép chế tài được sao? Đây chính là bất nhân bất nghĩa thật sự, bọn hắn cũng không dám. Là chuyện khi nào vậy? Khương Nghị rất cảnh giác, hoàng thất hẳn là sẽ không để ý mặt mũi hoàng triều. Nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc này, hắn đã cảm nhận được thật sâu, hoàng thất không hề biết xấu hổ. Coi như trên mặt nổi sẽ không làm gì, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho Đan Quốc. Đại khái hơn 20 ngày trước, chính là sau khi Quốc Quân về Đan Quốc điều dưỡng tốt thương thế. Dù sao vết thương cũng quá nhiều, không tiện giải thích. Đan Quốc không có đến La Phù xin trợ giúp sao? Chúng ta Hoàng Mã Nguyệt làm chuyện đoán chừng còn chưa có truyền vào làng gia hoàng triều. Quốc Quân Đan Quốc không biết Thiên Sư Tông đã vượt qua nguy hiểm. Những người phối hợp bồi tiếp Hoàng Mã Nguyệt kia trước khi rời khỏi đều được bịt miệng, để bọn hắn tuyên bố với La Phù là tạm thời giải quyết ân oán cùng Ly Hòa Thánh Địa. Nhưng tình huống còn chưa có giải quyết triệt để, đợi thêm lần tập kết thứ hai. Cho nên chuyện dìm nước Hoàng Mã Nguyên phải 2-3 tháng mới có thể truyền đến bên kia. Cho dù có người lỡ miệng nói ra hoặc có tình huống gì khác, muốn truyền đến hoàng thất bên kia cũng phải sau 1 tháng. Cho nên lần này Đan Quốc tuyên cáo cũng chính là một mình đơn đấu hoàng thất. Chỗ dựa duy nhất bọn hắn chính là tin tưởng chắc chắn rằng hoàng thất không dám hủy Đan Quốc. Đan Quốc, nếu như có thể lại có được phen thắng lợi song đào vong thì tốt. Khương Nghị suy nghĩ nhanh nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Nếu như hoàng triều không dám đụng vào Đan Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ lang gia hoàng triều. Mà nơi đó lại là khu vực Kinh Kỳ, xem như Đan Quốc còn muốn chạy cũng đều không được. Người đó, đừng dày vào bản thân nữa, cố gắng ở lại thánh địa điều dưỡng. Ly Hòa Thánh Địa tạm thời còn chưa hiểu tình huống, nhưng chờ đến khi thiên khải bí cảnh mở ra, người chính là kẻ thù mà bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào cũng đều muốn giết. À tốt, Khương Nghị nhẹ gật đầu. Tốt. Khương Tuyền hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, thế nào? Ngươi thoải mái đồng ý như vậy sao? Ta hẳn là có biểu hiện nào không thoải mái ư? Tiểu tử ngươi có phải có chú ý gì hay không? Nói thật, ngươi tự mình tới nói với ta tình huống của Đan Quốc, ta không có làm gì cả. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, lực chú ý của hoàng thất tạm thời đặt ở Đan Quốc, ngươi không cần lại nhớ mong Thiên Sư Tông, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Khương Tuyền trợn trắng mắt, tiểu gia hỏa này đơn giản chính là một con sói đầu đàn, nghe được chút chuyện liền ngửi thấy mùi máu tươi. Khương Nghị xấu hổ cười cười, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Còn nữa, thánh chủ tự mình nhắc nhở qua, các tông La Phù nhất định phải liên hợp ứng phó làng gia hoàng triều. Nếu như thất bại, tông chủ các tông sẽ bị bãi miễn tập thể. Lần này các tông La Phù không chỉ có đồng tâm hiệp lực mà còn đem toàn bộ vũ khí bọn hắn cất giữ lấy ra hết. Khương Tuyền dùng sức búng vào trên trán Khương Nghị một cái. Cứ ở lại nơi này nuôi dưỡng thân thể cho nó tốt. Thánh chủ tự mình lên tiếng sao? Khương Nghị tươi cười, lần này nên động viên toàn diện La Phù, không còn là chuyện riêng của Khương gia nữa. Khương Tuyền nhìn Tịch Nhan nói, thánh chủ để cho ta tới hỏi một chút, người có nguyện ý gia nhập Vô Hồi Thánh Địa không? Ta nguyện ý ở lại nơi này. Tịch Nhan có thể sống sót mà rời khỏi Ly Hòa Thánh Địa cũng nhờ có Vô Hồi Thánh Chủ, nàng không thể cứ đi thẳng như vậy. Mà sau khi trải qua chuyện này, nàng kỳ vọng càng nhanh chóng trưởng thành mạnh mẽ hơn. Ở lại Vô Hồi Thánh Địa hẳn là một lựa chọn tốt. Về phần lúc nào rời khỏi thì nhìn xem tình huống lại tính.
Người là thánh văn có tư cách lựa chọn Túc lão làm tôn sư. Người nghĩ kỹ chưa? Khương Nghị chọn ai? Còn chưa có cân nhắc. Ta không hiểu rõ Vô Hồi Thánh Địa tiền bối có thể cho một đề nghị không? Khương Tuyền nói. Mặc dù ta rất hy vọng người có thể tới chỗ chúng ta, tuy nhiên người luân hồi thánh văn thuộc về loại linh hồn. Ta đề nghị người lựa chọn một trong thất Túc lão Bạch Nguyệt. Ta có thể tiếp xúc trước mấy ngày không? Tịch Nhàn biết tính cách mình rất lạnh mà trong lòng lại giấu một bí mật to lớn. Nàng không hy vọng, cũng không thích ở chung với quá nhiều người. Người đương nhiên được tiếp xúc thật tốt trước. Tính cách Bạch Nguyệt rất cổ quái, không tốt để ở chung. Quanh năm đều săn giết ác linh ở đại hoang. Người cứ tiếp xúc trước mấy ngày, nếu như cảm giác có thể quyết định được, thực sự không được thì cứ cự tuyệt. Sau khi Khương Tuyền đi, Tịch Nhan nhìn Khương Nghị bên cạnh như đang có suy nghĩ. Người muốn đến Đan Quốc sao? Trừ phi hoàng thất thật muốn chế tài Đan Quốc, nếu không ta đi qua cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật Khương Nghị có chút do dự. Vùng đất Kinh Kỳ không phải Bắc Cương hay Tây Cương, mà là lãnh địa kinh doanh của hoàng thất, tổng bộ sản sát cường giả như mây. Huống chi nơi đó còn tụ tập các cường giả đến từ Nam Cương, Đông Cương. Hoàng thất mất đi Khương gia, Nạp Lan gia cũng không nguyện ý lại mất đi Đan Quốc. Địa vị Đan Quốc cũng không cho phép bọn hắn tùy ý làm bậy. Nhưng cái gì? Đan Quốc là Đan Quốc, quốc quân là quốc quân. Có ý gì? Nếu như ta là hoàng thất, ta sẽ nhân cơ hội này diệt trừ quốc quân đã có lời oán giận, lập tân quân khác. Lông mày Khương Nghị dương lên kinh ngạc nhìn Tịch Nhan. Không nói lời nào thì thôi, lúc nói ra lại luôn có thể để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Mà không đúng, chính là để hắn hai mắt sáng lên. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác thật hận vì đã gặp nàng muộn như vậy. Nữ hài nhi này quá hợp với hắn. Người muốn đi thì đi sớm, nếu chậm Đan Quốc sẽ không còn là Đan Quốc bây giờ nữa. Tịch Nhàn liền đỡ Khương Nghị lên. Người nên nghỉ ngơi. Ba ngày sau, rốt cuộc thân thể Khương Nghị cũng có thể tiếp nhận đan dược, tốc độ khôi phục bắt đầu tăng tốc. Giật mình có cảm giác bệnh nặng mới khỏi. Kim Vũ, trong Ly Hòa Thánh Địa tại sao có thể có Kim Vũ? Khương Nghị lấy thạch quan từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, xuyên qua khe hở nhìn vào sợi lông vũ màu vàng lơ lửng bên trong. Được Kim Vũ kích thích, chú tức linh nguyên lần nữa sao động, lập tức xô ra khí hải dung nhập toàn thân. Đây là số 396, không biết thời gian dài bao lâu rồi. Năm đó Khương Nghị chiến tử với Đăng Thiên Kiều, không có cơ hội để lại di ngôn. Cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Kim Vũ có thể giúp hắn thức tỉnh linh nguyên, còn có một số ký ức, hẳn là năm đó hắn vẩy Kim Vũ xuống chiến trường bị người khác thu thập, lại tỉ mỉ luyện chế ra. Bởi vì ký ức truyền thừa chỉ là liên quan tới hắn là ai, hắn đã trải qua cái gì, hắn có sứ mệnh gì, hắn phải về đâu và làm điều gì. Tất cả đều không được hoàn chỉnh. Tại sao phải có cây thứ hai? Khương Nghị đẩy thạch quan nặng nề ra. Kim quang óng ánh phóng lên tận trời như thác nước, như sông lớn lao nhanh cuồn cuộn, thanh âm ù ù, bao phủ khắp dãy núi. Xa xa nhìn lại giống như là thông thiên đại đạo, kim quang sáng chói. Kim vũ phóng lên trời hóa thành phượng hoàng thon dài mỹ lệ, bay lên không gáy to giữa trời. Thuần thánh không thể xâm phạm, như là vạn cầm chi tổ dục hỏa chân chính trùng sinh. Trong dãy núi linh điều sợ hãi, mãnh cầm hồi hộp. Số lượng lớn đệ tử và trưởng lão ngạc nhiên nhìn ra xa. Phượng hoàng ngào rít gào giữa trời cao. Ngay sau đó đầu đuôi giao nhau, quay quanh ra hình dáng một vòng mặt trời. U u ánh sáng đâm xuyên trời cao, liệt diễm sôi trào, nhiệt độ vặn vẹo không gian. Hoa cỏ nhanh chóng uể oải, số lượng lớn thác nước đều bị bốc hơi, như bầu trời lại có nhiều hơn một mặt trời nữa. Thánh chủ Ngụy Thiên Thu và mọi người bị kinh động, nhào nhào ngắm nhìn bầu trời. Ánh mặt trời chiếu sáng vạn trượng, dâng lên sóng nhiệt vô tận, sau đó lại một lần nữa hóa thành phượng hoàng. Phượng hoàng lại trở mình hình dáng quang vũ, sau đó giống như là một sợi kiếm bổ về phía Khương Nghị. Coi chừng, Tịch Nhan còn tưởng rằng quang vũ muốn thương tổn Khương Nghị, nàng kêu lên đầy sợ hãi. Khương Nghị lại cuồng nhiệt mở ra hai tay nghênh đón quang vũ giáng lâm. Bởi vì hắn cảm nhận được chu tước linh nguyên đang kêu gọi, cảm nhận được kinh mạch toàn thân, thậm chí sóng nhiệt linh văn. Âm âm, quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đâm vào linh văn trên trán của Khương Nghị. Linh văn cứ như là sống lại, mở rộng dâng lên quấn chặt lấy quang vũ. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Tịch Nhan, quang vũ hòa tan linh văn trở lại trên trán, kim quang đâm xuyên vào toàn thân Khương Nghị. Giờ khắc này Khương Nghị như đã hoàn toàn trong suốt, bị kim quang hừng hực chiếu thấu. Khương Nghị cảm giác toàn thân cũng đều muốn hòa tan, nhưng cũng không phải là đau đớn mà là thứ sướng không có gì sánh kịp.
Kim Vũ phân tán thành từng sợi tơ đang cùng chú tước Lý Nguyên giao hòa, cùng nhau nhanh chóng hợp thành một thể. Tình huống này cũng lọt vào trong đầu Khương Nghị. Thái Dương Thánh Hỏa, đây là Thái Dương Thánh Văn biến thành, hỏa diễm là Thái Dương Tinh Hỏa. Có được uy lực hủy diệt cực kỳ bá đạo, phần hỏa dung kim càng có thể tịnh hóa tội ác thế gian. Mà những chuyện liên quan tới chủ nhân Kim Vũ cũng dung hợp vào ký ức của Khương Nghị. Hắn từng là một kỳ tài ngút trời, bởi vì Kim Vũ thức tỉnh Thái Dương Thánh Văn, huyết chiến thập vạn đại sơn, kinh thái tuyệt diễm, đánh đầu thắng đó. Sau khi cự tuyệt lời mời chào của hồn thiên đánh địa mà đã bị vây bắt, trốn đi Hoàng Mã Nguyên, liên chiến Tân Hải. Những nơi đi qua đã để lại nổi danh vô tận, trốn đi 15 năm trời, 8 lần quay về thập vạn đại sơn báo thù hồn thiên thánh địa. Ly Hòa Thánh Địa tham muốn Thái Dương Tinh Hỏa, lên kế hoạch cưỡng ép thúc giục hắn tiến vào sinh tử cảnh, muốn khiến cho cơ thể mất đi, vĩnh viễn hóa thành Thái Dương Tinh Hỏa. Hắn giận dữ ác chiến Ly Hòa Thánh Địa, bất hạnh mà chết thảm. Nhưng trước khi chết đã cưỡng ép dẫn bạo Thánh Hỏa. Khương Nghị nhận lấy trí nhớ mơ hồ, cảm nhận được chủ nhân Kim Vũ đã trải qua những gì. Nhưng những ký ức này hiển nhiên không phải là của chủ nhân để lại, mà là Kim Vũ cưỡng ép ghi chép. Lại bởi vì nhận phải ảnh hưởng sau cùng nên chỉ còn lại một đoạn mơ hồ rất ngắn. Hắn cũng là được Kim Vũ kích thích mà thức tỉnh Thánh Linh Văn. Thiên hạ này còn có nhiều Kim Vũ hơn nữa sao? Sau khi ta chết, các ngươi đã làm những gì? Biểu hiện của Khương Nghị có chỗ quái lạ, tung lưới bốn chỗ bố cục khắp nơi. Những người này rốt cục đã làm gì? Khương Nghị lắc đầu, Diêm Bá hẳn là thiên mục, sau khi giữ lại mình đã liền biến mất. Chẳng lẽ là đến nơi khác bố trí sao? Không lâu sau, Thái Dương Tinh Hỏa theo Kim Vũ hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Chủ tước Linh Nguyên trở lại khí hải. Khí thế so với trước khi đó càng thêm cường thịnh, hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ, giống như là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong khí hải. Khương Nghị cảm nhận được năng lượng đang không ngừng liên tục bốc lên trong khí hải, đánh thẳng vào huyết khí. Thăng hoa hài cốt càng nuôi dưỡng linh văn, thân thể mệt mỏi đã nhanh chóng trở về đỉnh phong. Hắn làm sao thế? Vô Hồi Thánh Chủ tự mình chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt. Ánh sáng thái dương màu vàng tràn ngập, không thể xâm phạm uy lực thần thánh. Một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, toàn thân sáng chói giống như là thần tử, dáng vẻ trang nghiêm phát ra khí thế kinh người. Nhất là linh văn trên trán đã thay đổi, giống như là thần điểu quay quanh hóa thân thành mặt trời. Đây là tình huống gì thế này? Vô Hồi Thánh Chủ cùng bọn người Ngụy Thiền Thu trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Linh văn còn có thể lặp đi lặp lại thay đổi sao? Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tình huống như vậy. Phương Thành Vân bỗng nhiên nhíu mày nhắc nhở. Thánh chủ, linh văn của hắn. À, là Đại Thừa Thánh Văn. Sắc mặt Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên hơi biến đổi. Khí tức linh văn này cũng không phải Càn Nguyên Thánh Văn, cực kỳ giống Đại Thừa Thánh Văn. Là Đại Thừa Thánh Văn sao? Phương Thành Vân, Ngụy Thiền Thu, Giang Thành Tử hít một hơi thật sâu. Tiểu gia hỏa này giấu thật kỹ, chuyện kiêu ngạo như vậy, vậy mà không khoe khoang của người khác ư? Khương Nghị dung hợp Thái Dương Thánh Văn, càng nhận lấy truyền thừa trong trí nhớ. Chủ nhân Kim Vũ trước khi chết ở sinh tử cảnh, ở tình huống bình thường không mở ra được bảo tàng của thân thể, nhưng hắn lại không thể tưởng tượng nổi mình đã thức tỉnh. Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Y, Thái Dương Thánh Quyền. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh được 3 cái, lại là tuyệt xứng đối với chiến kỹ truyền thừa của Thái Dương Tinh Hỏa. Khương Nghị kích động, thức tỉnh chiến kỹ không giống với võ pháp, sẽ theo cảnh giới trưởng thành mà mạnh lên, mà hoàn toàn thích hợp linh văn vốn có, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng những gì ở trước mắt mà nói tuyệt đối có thể so với thánh pháp. Sao mọi người lại ở đây? Khương Nghị tản ra ánh sáng kinh ngạc nhìn thánh chủ và mọi người. Linh văn của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vô Hồi Thánh Chủ nhìn chằm chằm Khương Nghị. Hỏa diễm loại Đại Thừa Thánh Văn, lần này Đại Hoàng Ấn thật đã tìm đúng ngươi rồi. Nói không chừng thật có thể kích phát ra truyền thừa ở bên trong, thức tỉnh Đại Hoàng Phần Thiên Ấn, cùng lục ấn khác triệt để phong ấn Đại Hoang Thâm Uyên. Không có việc gì, lúc ở trong Ly Hỏa Thánh Địa nhặt được chút cơ duyên. Khương Nghị cảm nhận được tinh thần đang nhanh chóng khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vô Hồi Thánh Chủ nói, tiểu gia hỏa, sau này ta sẽ là sư tôn của ngươi. Người có bí mật có thể chia sẻ với ta. Sau này vẫn còn sớm. Không còn sớm, chỉ là chuyện mấy tháng nữa thôi. Khương Nghị nhếch miệng cười. Chờ Hoàng Thất Lang gia không còn quấy rối Khương gia chúng ta. Đợi thêm ta đi ra bên ngoài kêu khóc 66 ngày, nói không chừng phải đến 1 năm. Bọn người Giang Thành Tử bất đắc dĩ đã nhìn ra tiểu gia hỏa này đối với thánh địa không có hứng thú gì.
Khương Nghị nói, thánh chủ, các vị tiền bối, ta muốn thỉnh giáo mọi người một vấn đề. Chờ người tiến vào thánh địa rồi nói sau. Thánh chủ phất tay liền đi, phía sau lại truyền đến giọng của Khương Nghị, có thể phục chế linh văn người khác hay không? Thánh chủ bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt lãnh quang lóe lên. Người nói cái gì? Có thể chất bí thuật gì có thể khiến người ta đang cùng một người khác một thời gian thì hoàn chỉnh khôi phục linh văn giống người đó không? Sao người lại hỏi cái này? Ta gặp tình huống tương tự, chính người sao? Không phải người khác. Ai? Lão nhân gia ngài không phải. Lão nhân gia. Vô hồi thánh chủ đưa tay quất vào cái đầu của Khương Nghị. Khương Kỵ lúng túng sờ đầu. Ngài là ngài, không phải ngài hỏi kỹ càng cái này sao? Tiểu gia hỏa, ngươi đang thỉnh giáo vấn đề gì với tỷ tỷ? Vô hồi thánh chủ dùng sức cắn nặng hai chữ tỷ tỷ, ánh mắt giết người nhìn chăm chăm Khương Nghị. Bọn người Ngụy Thuyền Thu cười khổ lắc đầu. Không phải ngài đang cùng hài tử phân cao thấp đấy chứ? Khương Nghị hơi do dự nói. Ta ở Thiên Khải bí cảnh gặp được một người, vừa mới đầu thì ngơ ngơ ngác ngác, không có linh văn, không có linh lực. Nhưng ở chung với ta mấy ngày vậy mà hắn lại xuất hiện kim viêm linh văn, còn có thể phóng thích ngọn lửa màu vàng. Liền ngay cả vạn thú thiên hoàng quyền của ta cũng hắn cũng đều học được mấy chiêu. Thánh văn. Vẻ mặt thánh chủ và mọi người trở nên nghiêm trọng, phục chế linh văn tình huống không thể tưởng tượng. Như thế còn là lần đầu tiên nghe thấy được. Còn chưa xác định nhưng hắn đúng là có thể phóng xuất ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Người xác định? Hắn là người. Có ý gì? Hắn không phải vũ khí linh yêu. Hắn là một con người. Cuối cùng ngươi để hắn ở đâu? Giam giữ ở chỗ ta đây. Vậy còn thất thần làm gì, phóng xuất ra mà nhìn. Vô hồi thánh chủ rất bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này phòng bị tâm lý quá nặng. Mặt mũi các ngươi biết rõ ta là người xấu, ta sợ hù dọa hắn. Khương Nghị ra hiệu bảo bọn hắn khống chế biểu hiện một chút. Bọn người Ngụy Thiền Thu lắc đầu liên tục, rất nhiều năm không có ai nói chuyện với bọn họ như thế. Lý Dần đang ở bên trong cố chấp nghiên cứu hỏa diễm đột nhiên được thả ra, không khỏi sừng sốt. Các ngươi. Vô hồi thánh chủ Ngụy Thiền Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, một người một tay bắt lấy Lý Dần, ngưng mi dò xét tình huống trong thân thể của hắn. Khương Nghị trấn an Lý Dần, đừng khẩn trương, bọn họ không có ác ý. Tịch Nhàn nhìn kỹ linh văn trên trán Lý Dần rất rõ ràng, nhưng lại không ra hình dáng cụ thể, giống như là kim liên nở rộ, nhưng lại giống như muốn quay quanh thành cái gì. Dưới sự kích thích của vô hồi thánh chủ, Lý Dần đưa hai tay nhấc lên ngọn lửa màu vàng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Thế nào? Bọn người vô hồi thánh chủ liên tiếp thu thay về, biểu hiện quái dị lại còn mang theo mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn trao đổi ánh mắt không hẹn mà cùng hỏi một tiếng, thánh văn sao? Nếu như không phải bẩm sinh đến thì chính là mô phỏng lại thánh văn. Đây là cái năng lực biến thái gì đây? Ta là thánh linh văn ư? Lý Dần ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Khương Nghị, Tịch Nhàn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là thánh văn. Người là ai? Từ đâu tới? Vô hồi thánh chủ cảm giác giống như là thánh văn nhưng không phải rất xác định. Bởi vì linh nguyên trong khí hải là đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa lại giống như đang dựng dục cái gì. Thật giống như linh văn và linh nguyên đều không có thành hình hoàn chỉnh. Lý Dần lắc đầu. Trong đầu ta đều trống rỗng, cái gì cũng đều không nhớ. Hai mắt vô hồi thánh chủ tạo nên tầng tầng gợn sóng, chăm chú tiếp cận Lý Dần. Lý Dần có chút hoảng hốt nhưng không kháng cự, kinh ngạc đón lấy ánh mắt của nàng. Thật lâu, vô hồi thánh chủ cùng bọn người Ngụy Thiền Thu ở hai bên trao đổi ánh mắt, ra hiệu Khương Nghị đến bên cạnh. Người sợ không? Sợ cái gì? Dưỡng hổ gì loạn? Tức là nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau. Ý của ngài là nuôi dưỡng hắn? Tiểu gia hỏa này rất sạch sẽ, không có phát hiện lực lượng nào khác. Nếu quả thật có thể phục chế linh văn, phục chế võ pháp, người cứ thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng thật tốt. Người mạnh bao nhiêu hắn có thể mạnh bấy nhiêu, tương lai có thể kề vai chiến đấu, ai có thể đấu lại. Thế nhưng, Khương Nghị có chút do dự, dù sao cũng quá quỷ dị. Dựa theo tính cách của hắn cũng có thể là cảnh báo kiếp trước để lại. Bất kỳ tai họa ngầm gì cũng đều phải sớm xử lý, nếu không hậu hoạn vô tận. Vô hồi thánh chủ quay đầu quan sát Lý Dần. Nếu quả thật có uy hiếp, ta sẽ thay người xử lý. Nếu như không có uy hiếp, người cứ xem như đã nhặt được món lợi lớn. Ngụy Thiền Thu thấp giọng nói. Hắn giống như là tờ giấy trắng, làm sao bồi dưỡng đều phải xem ngươi. Người quyết định tính cách của hắn, người quyết định thực lực của hắn, người quyết định giá trị của hắn, đã hiểu ý của ta chưa? Khương Nghị suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Là sói hay là hổ do ta quyết định. Nuôi. Ta dạy cho người liệt hóa phần thiên. Khương Nghị đi đến trước mặt Lý Dần, ra quyết định. Thật sao? Lý Dần ngạc nhiên nhìn Khương Nghị, vẫn luôn là tự hắn tìm tòi võ pháp có rất nhiều nghi vấn, cũng có chút đau đớn, nhưng lại không có cách nào,
Nếu như được chỉ dẫn vậy thì quá tốt. Khương Nghị nghĩ nghĩ, ngươi nhận ta làm sư phụ đi. Lý Dần dùng sức gật đầu. Tốt tốt. Khương Nghị nhìn Lý Dần kích động ở trước mặt, còn có đôi mắt tinh khiết kia không khỏi lộ ra nụ cười. Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh nói, nếu là thu đồ đệ liền phải chính thức quỳ lại đi. Lý Dần tranh thủ thời gian muốn quỳ xuống lại bị Khương Nghị ngăn lại. Không cần, tình cảm sư đồ ở trong lòng không phải bởi việc làm. Ngụy Thiền Thu nhìn hắn, đây là nói cho Thánh Chủ nghe sao? Đây là cho tương lai bái sư sẽ không quỳ xuống chào hỏi sao? Vô Hồi Thánh Chủ thản nhiên nói, vậy thì nghe sư phụ ngươi hình thức không quan trọng, tâm ý quan trọng hơn. Nhưng có một số người làm sư phụ coi trọng tâm ý cũng coi trọng hình thức. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, đã hiểu rồi sao? Đệ tử Lý Dần bái kiến sư phụ. Lý Dần lùi hai bước cúi người hành lễ với Khương Nghị thật sâu. Khương Nghị ở Vô Hồi Thánh Điện 5 ngày, một là chỉ đạo võ pháp cho Lý Dần, hai là luyện hóa Thái Dương Tinh Hỏa. Đầu tiên là Ác Linh Hỏa, sau lại là Thái Dương Tinh Hỏa. Cảnh giới Khương Nghị nhanh chóng tăng lên, thuận lợi bước lên Linh Nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Chủ tước Linh Nguyên càng ngày càng chân thực, càng ngày càng cường thịnh. Linh Vũ còn có thêm nhiều hài sắc thái hoàn toàn mới. Nhờ vào việc nhặt được Kim Vũ Đại Bổ, Đại Diệu Thiền Kinh của Khương Nghị giống như lại có chút trưởng thành. Sau 5 ngày, Khương Nghị từ biệt Thánh Chủ, mang theo Lý Dần rời khỏi Thánh Địa. Tịch Nhan thì bị Ngụy Thiền Thu tự mình mang theo tiến về Đại Hoang. Không cần cưỡng ép thôi động linh lực, phải dùng linh văn chỉ dẫn. Người nếu là Thánh Văn liền có lực lượng khống chế linh văn mạnh hơn người khác. Phải thử nghiệm dùng linh văn thôi động linh lực, dùng linh văn khống chế võ pháp. Võ pháp quan trọng, cũng đừng quên thể chất. Luận võ trên lôi đài cường điệu võ pháp, nhưng lại là liều mạng tranh đấu, thân thể võ pháp cũng quan trọng giống vậy. Nếu như an ổn tại một khu vực, trưởng thành học cách mạnh lên là được. Nếu như mộng tưởng muốn đi tới những nơi xa hơn, thì nhất định phải trải qua vô số chiến đấu, gặp phải các loại nguy hiểm, chúng ta phải học được cách giết chóc. Liệt Hỏa Phần Thiên thuộc về đỉnh tiềm võ pháp trong huyền cấp võ pháp, tinh diệu ở chỗ có thể hai lần diễn biến. Người đừng lại chấp nhất sử dụng mỗi vạn thú thiên hoàn quyền. Trước tiên phải luyện Liệt Hỏa Phần Thiên đến cực hạn, sau đó ta sẽ thay người nói với phụ thân tranh thủ. Khương Nghị mang theo Lý Dần phóng tích trong rừng rậm, tận tâm chỉ đạo, cũng không ngừng diễn tịch võ pháp. Đột nhiên thành sư phụ giống như mình cũng đã trưởng thành, không tự chủ được nghiêm túc bồi dưỡng, càng nhìn Lý Dần cũng càng cảm thấy thân thiết. Sư phụ, linh nguyên ta giống như đang định hình. Lý Dần ngày đêm ở chung cùng Khương Nghị, linh văn linh nguyên đều đang kéo dài thay đổi. Rốt cục cũng vào 3 ngày sau, vào đêm khuya, đoàn liệt diễm trong khí hải đã trở nên rõ ràng. Là cái gì vậy? Khương Nghị nhìn trên trán Lý Dần có thể nhìn ra hình dáng linh văn. Là con hỏa điểu rất giống của hắn, nhưng lại có chỗ khác biệt. Ví dụ như hình thể, ví dụ như trình độ phức tạp. Là hỏa điểu, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Miêu tả đơn giản một chút. À là thế này. Lý Dần cảm nhận được linh nguyên trong khí hải dùng nhánh cây trên mặt đất miêu tả bộ dáng. Sau khi lặp đi lặp lại vài chục lần, rốt cuộc cũng vẽ ra được dáng vẻ mà mình hài lòng. Tiền bối, đây là cái gì? Khương Nghị hỏi đến đàn hoàng có thể xác định đây không phải chủ tước linh nguyên. Bởi vì Lý Dần đã miêu tả vài chục lần đều là đang thay đổi dáng vẻ lông đuôi. Đàn hoàng trầm mặc thật lâu nhắc nhở Khương Nghị. Để hắn xác định lại 3 lần. Đầu tiên, trên đầu hỏa điểu là linh vũ hay là liệt diễm? Thứ hai, có phải 9 sợi lông đuôi bay hay không? Thứ ba, phía sau mỗi sợi lông đuôi có phải có dạng cường quang giống lôi điện hay không? Khương Nghị đem 3 vấn đề nói cho Lý Dần. Lý Dần kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Sư phụ, làm sao ngươi biết? Trả lời ta, có hay không? Toàn thân hỏa điểu màu vàng, đỉnh đầu là diệt diễm đỏ như máu, cũng có 9 sợi lông đuôi. Tất cả phần lông đuôi đều là cường quang màu đỏ. Khương Nghị lập tức chuyển lời với Đan Hoàng. Tiền bối, đó là linh văn gì? Ta không rõ ràng linh văn hắn làm thế nào lại xuất hiện. Loại linh văn này cũng không có khả năng lực phòng chế, chỉ có một khả năng lớn nhất. Thể chất hắn xác thực có vấn đề, có thể cưỡng ép phục chế linh văn của ngươi. Nhưng chủ tước linh văn quá cường đại, hắn không thể phục chế thành công. Ngược lại đã ngưng tụ thành linh văn tương tự. Đan Hoàng đã từng trải qua rất nhiều chuyện phong phú, nhưng chưa bao giờ nghe nói có thể chất cưỡng ép phòng chế, còn có thể phòng chế ra vật thay thế cường đại như vậy. Rốt cuộc là cái gì? Đứng đầu loài săn mồi của bộ tộc chim muông là hỏa liệt điểu bất tử. Khương Nghị âm thầm hít hơi. Bất tử sao? Không thể chết. Hẳn là uy lực phòng chế của chủ tước Niết Bàn, không phải là thật sự không chết, mà 9 sợi lông đuôi tượng trưng cho 9 mệnh, có thể ngạnh kháng sát thương chí mạng. Cửu mệnh bất tử điểu sao? Khương Nghị chấn động trong lòng. Khương Nghị, muốn nghe đề nghị của ta không? Ngài nói đi.
Khương Nghị từ trong giọng nói của Đan Hoàng nghe được phần nghiêm trọng hiếm thấy. Nếu như người có thể gánh chịu tương lai có khả năng phát sinh các vấn đề to lớn, liền dứt bỏ tất cả đề phòng, không tiếc mọi thứ bồi dưỡng hắn. Nếu như thành công, hắn sẽ thành người cường đại nhất mà người tin cậy nhất. Nếu như người đảm đương không nổi, bây giờ liền diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đan Hoàng trân trọng nhắc nhở Khương Nghị. Năng lực phục chế cường đại như thế, hoặc do bản thân đặc thù của thiên khải bí cảnh tạo nên, hoặc chính là có một bí mật vô cùng kinh khủng. Hết hồi thứ 59.